À, xin mời. À, kính thưa thầy cô và các anh chị ạ, em xin phép được báo cáo kết quả nghiên cứu của bệnh nhân bệnh phổi kẽ trên bệnh nhân viêm đa cơ có kháng thể kháng MDA5 ạ. Bài trình bày của em gồm 4 phần: phần thứ nhất tổng quan, phần thứ hai đối tượng và phương pháp nghiên cứu, phần thứ ba kết luận và bàn luận, phần thứ tư kết luận. Em đi vào phần đầu tiên là phần tổng quan. Bệnh phổi kẽ là một nhóm đa dạng các bệnh lý phổi mà thành phần tổn thương chính là mô kẽ của phổi. Bệnh ảnh hưởng đến 200.000 đến 500.000 người. Bệnh ảnh hưởng 200.000 đến 500.000 người tại Mỹ, chiếm 100.000 ca nhập viện mỗi năm và ngày càng tăng. Tỷ lệ tử vong hàng năm đối với các dạng bệnh phổi kẽ được ước tính lên tới 40.000 người. Ước tính có 200 bệnh phổi kẽ khác nhau được chia thành nhiều nhóm dựa trên căn nguyên: vô căn, phơi nhiễm khói bụi, bức xạ do thuốc, nhiễm trùng hoặc do bệnh lý mô liên kết. Tuy nhiên là nếu mà không được chẩn đoán điều trị kịp thời thì bệnh phổi kẽ sẽ dẫn tình trạng sơ phổi, suy giảm chức năng phổi không hồi phục và tử vong. MDA5 là một kháng thể tự miễn đặc hiệu cho viêm da cơ. Đã có một số nghiên cứu trên người Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy kháng thể MDA5 có liên quan chặt chẽ tới bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh ở bệnh nhân viêm da cơ, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân viêm da cơ không điển hình CADM. Tại Mỹ có 11, trong một nghiên cứu tại Mỹ thì lại cho một kết quả tương đối khác: 11 bệnh nhân MDA5 dương tính chỉ có biểu hiện với khớp khi phải bắt bệnh mà lại không có biểu hiện của bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh. Tại Việt Nam đã có một số nghiên cứu về bệnh phổi kẽ trên bệnh nhân viêm da cơ, viêm đa cơ. Tuy nhiên là chưa có nghiên cứu nào về các bệnh phổi kẽ trên bệnh nhân có kháng thể kháng MDA5. Chính vì vậy mà em tiến hành nghiên cứu là đặc điểm của bệnh phổi kẽ trên bệnh nhân viêm đa cơ, viêm da cơ có kháng thể kháng MDA5. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu được thực hiện mô tả cắt ngang 38 bệnh nhân bệnh phổi kẽ trong viêm đa cơ, viêm da cơ điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng 1 2021 đến tháng 8 năm 2022. Tất cả bệnh nhân đều được làm xét nghiệm kháng thể MDA5 trong máu và được chia thành hai nhóm: có kháng thể kháng MDA5 và không có kháng thể kháng MDA5. Các dữ liệu lâm sàng và xét nghiệm được thu thập qua thăm khám lâm sàng, hồ sơ bệnh án, biên bản hội chẩn của hội đồng đa chuyên khoa về bệnh phổi kẽ. Các thông tin này bao gồm tiền sử bệnh sử khám lâm sàng, kết quả định lượng ferritin CK GO1, MDA5, khí mao động mạch, chức năng hô hấp, test đi bộ 6 phút, kết quả sinh thiết cơ, điện cơ, phim các lớp vi tính ngực, độ phân giải cao. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS và các thuật toán thống kê. Sự khác nhau có ý nghĩa khi giá trị P nhỏ hơn hoặc bằng 0,05. Tiêu chuẩn chẩn đoán dùng trong nghiên cứu là: thứ nhất là bệnh phổi kẽ. Bệnh phổi kẽ được chẩn đoán trên phim HRCT. Việc đọc phim HRCT sẽ do hai bác sĩ trong hội đồng đa chuyên khoa về bệnh phổi kẽ đọc chẩn đoán khi có tổn thương tổ chức kẽ trên HRCT và được phân loại thành các nhóm: viêm phổi tổ chức hóa, viêm phổi không điển hình, viêm phổi kẽ không điển hình, viêm phổi kẽ thường gặp, viêm phổi kẽ cấp tính. Có một số bệnh nhân nếu mà không được phân loại vào 4 nhóm này thì sẽ được phân loại vào nhóm không xác định. Tất cả đều được theo hướng dẫn của ATS-RS 2018. Chẩn đoán viêm da cơ, viêm đa cơ được chẩn đoán khi bệnh nhân được hội đồng đa chuyên khoa về bệnh phổi kẽ của bệnh viện Bạch Mai kết luận chẩn đoán là viêm đa cơ, viêm da cơ, hoặc khi có tổng điểm theo tiêu chuẩn ELA ACR 2017 là trên nếu mà bằng 5,5 khi không có sinh thiết cơ, hoặc nếu mà bằng 6,7 khi có sinh thiết cơ. Về tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh, bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh được chẩn đoán dựa trên các tiêu chí. Thứ nhất là diễn biến lâm sàng tiến triển nhanh dẫn đến suy hô hấp, PaO2 trên FiO2 nhỏ hơn hoặc bằng 200. Từ lúc khởi phát triệu chứng đầu tiên cho đến khi suy hô hấp là nhỏ hơn bằng 3 tháng. Tiêu chuẩn thứ hai là tổn thương trên phim các lớp vi tính ngực, độ phân giải cao, có hình thái viêm phổi kẽ cấp tính hoặc là tổn thương phế năng lan tỏa. Tiêu chuẩn thứ ba là loại trừ các nguyên nhân khác gây suy hô hấp cấp như là nhiễm trùng, phù phổi cấp. Em xin sang phần tiếp theo là kết quả nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân. Nghiên cứu có 17 bệnh nhân có kháng thể kháng MDA5 và 21 bệnh nhân không có kháng thể kháng MDA5 để so sánh. Kết quả được tóm tắt trong cái bảng: tuổi trung bình của bệnh nhân có kháng thể kháng MDA5 là 53,5. Như chúng ta thấy là chưa có sự khác biệt về kết quả đặc điểm lâm sàng, cỡ lâm sàng của hai nhóm này. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy xu hướng về bệnh nhân kháng MDA5 có tỷ lệ triệu chứng toàn thân cao hơn, mặc dù là chưa có ý nghĩa thống kê, có thể là do trong chọn mẫu, cái nghiên cứu của em là chọn mẫu thuận tiện, kèm theo là cỡ mẫu chưa được lớn. Tất cả các bệnh nhân đều có biểu hiện của triệu chứng hô hấp, ho, khó thở, ra nổ phổi. Triệu chứng yếu cơ chỉ xuất hiện trong 58,8% của bệnh nhân kháng MDA5.
Các triệu chứng khác thì có bao gồm là sưng đau khớp nhỏ nhỡ này, nóng da sau sưng ức. Về đặc điểm triệu chứng da thì ở bệnh nhân kháng thể kháng MDA5, mặc dù bệnh kháng thể kháng MDA5 là một kháng thể đặc hiệu cho viêm da cơ, tuy nhiên là chỉ có 64,7% là có triệu chứng da thôi. Có khoảng tầm 35% bệnh nhân là không có triệu chứng da. Cái phát hiện này nó cũng không mới ạ. Trên thế giới cũng đã có nhiều nghiên cứu về báo cáo nhiều ca bệnh về bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh có kháng thể kháng MDA5 dương tính nhưng mà lại không có bất kỳ tổn thương da nào. Các triệu chứng da có thể xuất hiện ở bệnh nhân kháng thể kháng MDA5 thì phổ biến thì là có dấu hiệu quan trọng là 58,8%, bàn tay thợ cơ khí 52%. Ngoài ra thì hội chứng gây hậu xuất hiện trong 17,6% bệnh nhân. Sự khác biệt so với nhóm MDA5 âm tính thì chưa có ý nghĩa thống kê ạ. Tiếp theo là phần liên quan giữa kháng thể kháng MDA5 là bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh. 41,2% bệnh nhân có kháng thể kháng MDA5 có tiến triển nhanh, trong khi chỉ có trong nhóm bệnh nhân MDA5 âm tính thì chỉ có 9,5 bệnh nhân. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với giá trị p bằng 0,028. Điều này cho thấy là có mối liên quan giữa nhóm bệnh nhân có kháng thể kháng MDA5 và bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh. Kết quả nghiên cứu, cái đặc điểm trên phim chụp các lớp vi tính độ phân giải cao thì các tổn thương thường gặp ở nhóm bệnh nhân kháng MDA5 có khác biệt so với nhóm âm tính thì là tổn thương đông đặc và mờ dạng lưới với giá trị P đều nhỏ hơn 0,05. Hầu hết các bệnh nhân đều có đặc điểm phân bố tổn thương phổi là ưu thế thùy dưới, ưu thế ngoại vi và phân bố hai bên với các tỷ lệ tương. Về hình thái tổn thương trên phim các lớp vi tính độ phân giải cao thì ta nhận thấy là có sự khác biệt giữa hai nhóm ạ. Nhóm có kháng thể kháng MDA5 thì tỷ lệ OP cao hơn trong khi là NSIP thấp hơn. Đây là một hình ảnh của một tổn thương phổi của một bệnh nhân ạ. Đây bệnh nhân nam 61 tuổi, bệnh nhân này vào viện vì tình trạng khó thở. Bệnh nhân diễn biến rất nhanh trong vòng 2 tháng và tử vong sau 2 tuần điều trị, mặc dù đã được điều trị rất tích cực với endosan và glucocorticoid. Kết quả nghiên cứu về chức năng hô hấp và test đi bộ 6 phút ta nhận thấy là ở nhóm có kháng thể kháng MDA5 thì có mức độ siêu hấp và tỷ lệ siêu hấp cao hơn, trong khi là những thông số như là về đo chức năng hô hấp và test đi bộ 6 phút thì không có sự khác biệt. Có thể là do là chỉ có những cái bệnh nhân không suy hô hấp thì mới được làm cái nghiệm pháp test đi bộ 6 phút và đo chức năng hô hấp, thế nên là đã vô tình loại bỏ những cái bệnh nhân suy hô hấp ở trong nhóm này, nên dẫn đến không có sự khác biệt hai nhóm, trong khi thì khí máu thì được làm cả bệnh nhân suy hô hấp và không suy hô hấp. Về đặc điểm kháng thể tự miễn thì tôi nhận thấy là không có một bệnh nhân nào có GI1 dương tính cả. Trong khi tỷ lệ GI1 dương tính ở những cái bệnh nhân viêm da cơ nó lên khoảng tầm 30-40%. Các xét nghiệm các kháng thể khác có thể xuất hiện tương đối nhiều như là Rho52. Về đặc điểm về sinh thiết cơ điện cơ, các xét nghiệm kết quả lâm sàng khác thì ta thấy là có sự khác biệt về mức độ tăng CK và CK trung bình, cả và ferritin nữa. Thì ta nhận thấy là MDA5 dương tính thì có mức độ tăng CK thấp hơn, CK trung bình thấp hơn, trong khi ferritin lại cao hơn. Một nghiên cứu của tác giả Dajinawa trên 25 bệnh nhân viêm da cơ, có 12 trong số đó là MDA5 dương tính, cho thấy hoạt động CK trung bình trong máu sâu hơn, có ý nghĩa so với nhóm MDA5 âm tính. Nồng độ ferritin tối đa trung bình trong máu cũng cao hơn. Chứng tỏ là em xin kết luận. Thông qua nghiên cứu trên 17 bệnh nhân bệnh phổi kẽ có kháng thể kháng MDA5 thì em xin đưa kết luận sau. Tuổi trung bình là 53 tuổi, tỷ lệ nữ là 47%. Không có sự khác biệt về triệu chứng lâm sàng giữa nhóm so với nhóm MDA5 âm tính. Các triệu chứng có thể gặp bao gồm là sốt, sút cân, yếu cơ, sưng đau khớp nhỏ nhỡ, nóng rát sau sưng ức, hội chứng Raynaud, triệu chứng ho, khó thở thường xuất hiện ở 100% bệnh nhân. Ngoài ra có các triệu chứng khác như gian phổi nổ ở phổi, móng tay khum, tổn thương da, có thể là ban Henle Chopper, dấu chữ V ở cổ, sẩn quát trông, vân vân. Nhóm kháng thể kháng MDA5 có tỷ lệ bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh cao hơn, có tỷ lệ suy hô hấp và mức độ suy hô hấp cao hơn so với nhóm không có kháng thể kháng MDA5. Như vậy là có sự tương đồng giữa các nhóm người ở Đông Á. Tổn thương phổi trên HRCT chủ yếu là đông đặc với kính mờ tại phế quản co kéo, trong đó tỷ lệ xuất hiện tổn thương đông đặc cao hơn, có ý nghĩa so với nhóm không có kháng thể MDA5, trong khi tỷ lệ tổn thương dạng lưới lại thấp hơn. Tổn thương này có phân bố hai bên, ưu thế đáy phổi và ưu thế vùng ngoại vi.
Hình thái tổn thương chủ yếu là OP và AIP trên OP chiếm tỷ lệ cao, trong khi nhóm mRNA âm tính lại là NSP. Không gặp trường hợp nào có kháng thể GL1 dương tính. Ngoài ra có thể gặp một số loại kháng thể khác. Nhóm mRNA5 dương tính có CK thấp hơn trong khi viability trong máu và màu nắng tăng cao hơn trong mRNA5 âm tính. Tỷ lệ tổn thương của kẽ trên định cơ chỉ là 7,1%, sinh thiết cơ là 58,3%. Em xin cảm ơn quý vị đang nghe và quý vị thưa gọi. Bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ cho mỗi báo cáo viên một câu hỏi, đặng chúng ta chấm điểm luôn và chấm dứt cái phần đó vào lúc 9:55. Xin hỏi bác sĩ Đỗ Văn Tiến, nếu mà như vậy đó thì khi mà mình làm cái MDA5 đó thì cái lợi ích cuối cùng là gì? Dạ em xin phép trả lời câu hỏi ạ. Lợi cuối cùng của làm của cái nghiên cứu này là chứng minh rằng là kháng thể kháng MDA5 là có diễn biến lâm sàng nhẹ, rất là xấu so với cái nhóm mà không có kháng thể kháng MDA5. Thì như vậy là nếu mà một bệnh nhân mà viêm đa cơ, viêm da cơ mà mình xét nghiệm có kháng thể kháng MDA5 mặc dù chưa suy hô hấp thì chúng ta cũng nên có thái độ điều trị rất tích cực để tránh vào khi bệnh nhân khởi phát vào đợt cấp thì kết quả điều trị nó kém ạ.